Okay, welcome back to my channel Animal TK, and first of all I would like to respect to our friend. Yes, and how are you? For me it's a little bit good because my cow very sick, and every cow in Cambodia just yes very sick, and I'm very excuse me for foreigner friend because my video before, yes, I already upload and I'm speak Khmer, so maybe foreigner friend cannot understand me, but you can avoid my action. My video talk about medicine and how to take care of cow. Yes, I make it speak Khmer because I want to share, yeah, for citizen in Cambodia. Because Cambodia have a problem with animal, especially cow very sick and very dies a lot. I hope every friend, yes, like a foreigner, understand. Okay, now I will show our friend speak English and Khmer speaking also. But first, I would like to speak English first for explain to foreigner friends. So today I will show about my animal, about my cow. So how my cow going? Yes, going down or going better? So now go together, okay? But before go, I will show all of you about environment in my house first, and then we go together, yes, on the road. Okay, so today nha tụi con nha, ngày nay vừa bị chụp nhom với nhái nhom ban ở vừa tập lập một chỉ thông minh mà đón tiệt trà cà vị lượng muốn nhưng nhom ban ở Pratnam là mấy chị ba đẹp nam khăm ai nam một sập brand chắc nhom đang ở sân nhà chỉ một bang ôn thà đừng ở dọc là tập hợp một hàng bang ôn hay còn miền friend chỉ chán để quạt chọn đang bị là tập hợp quạt comment mà đầm bay sau mình nhom một hàng là tập hợp chắc là tập hợp bị miền chia đang mình chia chăng là chăng đang thả ta bị chia được cả ớt dương từ tam đan từ ớt nia bên tai môn đường tam đan sông mong bộ từ ớt nia từ mơ tây sập hiệp nơi tam lâu đại dương từ cả lạnh cô nắng từ ớt nia. Ok, thả ta mình đây kìa, let's go. Ok, yes, let's start with the environment at my house together. Wow. Okay, and then we are going to cow stay. Okay, here this is my cow. Yes, she's better now, and she's pregnant already 3 months. So I'm sad and afraid with my cow so much. If my cow do like this, it mean my cow's better and hell good and can eat grass. Yes, so let's see it. And my mom and my father stay with my cow all the time and take care, but now we have one problem. Yes, with this, so sad and afraid also. Look at that. It's my cow leg. Oh, sorry for everyone. This is dirty, but I want to show about my cow because I know everyone really want to know my cow better or not. So hope you understand and please excuse me for this because it looks so dirty.
Ok, bọn bọn tặng ọc nì ở ní cứ chìa cô bỏ nhóm. Chà, mì cô bỏ nhóm nâng. Quạt phao mây khai bọn bọn tại dương ọt đăng tha dương ai để xa ban rực ọt tế. Xem nhập con nâu không phố nâng hay. Vì miền là ca lạ và xa la ngay bởi tòa bình nhóm bàn đã thả nam khám ai. Miền sọc môn thì mùi tật lâu. Chà, ở vì cho nhà tục tu nâng hay qua tật đất nâng liệp chương nô. Chương nâng ở vì chỗ hào qua tật đất thì mùi tật nốm. Hay nếu bị tập yên hay bị nấu xì chứ màu chẳng tại cả nào bị chụp tập yên hay chụp xì chứ màu cứ ô tô cứ dừng lên mơ cô nâng cả đại miền tại sạp tại bằng năng ai hay chẳng ở lâu ní cứ dừng miền bằng hai cháu tiện tôn nâng ở đồng bào chương cô nâng tay mặt đòn chẳng bóng bóng sẵn khâm tha mình chạy trên internet tế bóng bóng nâng tu sửa đẹp bị đam đó chọc phụ ấy nhóm nâng miên đồng nọ sài thơm ai mối tiệ tông nâng chương cô bỏ nhóm nâng thả ta nhóm thở thơm mạch đồng bây nhóm ai chia ba chương cô bỏ nhóm nâng chìa chẳng á nha nhóm thở thơm nam ai chẳng bóng bóng cùng plex nâng ai chăm mơ vì tổ bỏ nhóm nâu vẹn bẩn tộp nhóm nâng phải hán bị thơm nam để nhóm thở một chia ba nâng bởi xanh dịp chia ba tế cư viê tu trà bóng bóng tu tự cao quý chẳng á nha hay tôi bảo này cứ khăn mình tên hay chương này cứ ọt toàn bán sổ khăn tê cứ nâu bánh hai cháu chương nâng tên mà đồ chẳng nhóm nâng chi diễm mơ thai vì bà to tiệt hay nhóm nâng phép đặt phò bóng bóng nâu việc khôi. Yes. Okay, I'm back. So how do you feeling when you watch my video? I'm sorry because my college it looks so dirty and maybe you are afraid, but this is my cow, yes, talking about my cow, you're very sick, and we cannot show the problem, so I will try more and more for take care, and find medicine for put my cow leg, okay, and thank you for watching, okay, yes, and complete time, then the web top, nhóm nâng phép PPT, the mert hai, the bao cô nâng đồng bài chi hai phở thang mày. Ok, bye bye. Bạn xin dịp bóng ôn. Chúc chất xong cùng lại chơi subscribe, share, comment, nâng sở nhà rộng đăng đồng bài để tụ bán video thamay bình nhận chồng. Ok, please help me to subscribe and don't forget click the ring, forget notification from me. Ok, bye. Love you all, friend.